Yêu không yêu yêu thôi mời ông ăn cơm đi, mời cháu ăn cơm đi, mời mẹ mời bác mời thì từ làm lại đấy còn ăn nó chào bố. Ừ, con đi à, làm rồi. Ừ. Hôm nay em hai bà con lên nữa. Cũng đi ông để em phụ cháu. Nó không bỏ tốt vậy chỉ cho nó nói cả bố nào nó mà chứ không phải là mấy nó mà cấm nằm rồi hey quá về đây đó là trứng nào bà tám đi trứng gà trứng vịt đây này trứng vịt nè tập bà tám đi cái gì vậy đấy tám mình nè, tao nè bà tao nè, gà quá ai, ra, đóng cửa không có nó ra mất, gà ra mất. Nghĩ tới, thì từ làm lại đã, xếp lại đây, ta. Một quả chứ. Nhà cầm bé ra tay. Xếp vào đây đã. Cầm một quả bé ra tay, cho 50 ngàn, ra tay ba. Được. Năm đi. Đây. Năm đi có. Bao nhiêu trứng đây? Đấy. À, chụp comment. Năm mươi ngàn tay ba. Rồi, đây còn đây mấy quả này để đây. Đây quả đây. 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 Ừ. Đấy. Đây đấy. Rồi. Đây vào đây đã. Đây cũng phải đậy lên. Năm mươi năm đi có. Vậy. Năm mươi ngàn tay.
Chả bảo ít cái mỏ không có tao. Quay quá anh ơi. Mai ba nào. Chuyển xăng dầu.
gì đây? Đi làm về hả? Anh đi thu hoạch về đó. Giỏi vậy, mới đi sáng mà đã đi thu hoạch xong đi bán rồi. Làm cái gì mà quần áo dơ dáng toàn đất vậy? Anh đi nó quệt vào cái chỗ bùn á. Chắc mấy nay mưa đúng không? Chỗ này được rồi, mình đi dạo một chút đi. Đâu ạ? Nghe qua kia thôi. Đi. Ok. Bây giờ mình đi đâu anh? Đi đâu anh? Không có bạn. Đi đâu hả? Đi lên. Ủa, em sợ hả? Cứ đi theo anh, có đi đâu. Em thấy chỗ này đẹp chưa? Wow, nhìn thấy cả nhà em kìa. Đó, nhìn xa nhỏ nhỏ ha. Bên đây mát mẻ quá anh nhò. Tầm nhìn xa luôn. Như ạ? Nhá. Mình cũng quen nhau lâu rồi ấy. Là anh... Làm sao? Làm sao? Anh cứ làm sao ấy nhở? Hôm nay anh lạ lắm ấy nhở? Đâu anh? Chị đang cố gắng nhỉ? Đâu? Đúng không? Thấy là đụng đậm nhưng đấy em muốn nha. Dạ. Mỗi lần ông? Em á, ý là mỗi lần ông để lấy làm chồng á. Một người biết quan tâm gia đình thì nhẹ nhàng, tình cảm, có mục tiêu trong cuộc sống. Em nghĩ như vậy là ổn lòng tốt. Vậy một người đàn ông mà chưa ổn định về kinh tế mà gia đình cũng chưa được ổn lắm như thế nào? Em thấy ủa nhưng mà sao anh hỏi em như vậy? Nhưng mà thấy hơi giống hoàn cảnh của anh rồi đấy nha. Thế hả? Thế hả? Yêu không yêu? Yêu không yêu? Yêu chẳng phải yêu ha. Thiếu thì em để xíu nữa em mua lên cho. Anh chuẩn bị đầy đủ hết rồi á. Để xíu nữa em lên sớm phụ ăn nha. Dạ. Thank you.
bố. Ừ, con đi làm về hả? Về rồi. Ừ. Ôi, bố đây bố đang dọn cỏ à? Ừ, làm cái cỏ để trồng cái hoa lại. Thế à? Ừ, cái hoa này phải dặm hả bố? Phải dặm đây này. Ừ. Bố à, ui. Hôm nay em Như về ấy. À thế à? Hôm nay là ừ, con mời em với mẹ ăn cơm. Ừ, giờ ừ, con tranh thủ đi nấu cơm. Ừ, thì con nấu cơm đi rồi vâng, chốc xuống là mời. Vâng, ừ, không ý con mời rồi. À, mời rồi à? Vâng. Ừ. Tí chắc em với mẹ lên vào nấu cơm ừ, nhá. Thì con đi bố về. Nghỉ ngơi luôn đi. Ừ, con đi về con nấu cơm đi. Vâng. Bố làm nốt tí này. Bố nghỉ luôn đi bố. Ừ. Đêm về lòng con như thắt lại mẹ. Bếp nóng để lên cái nước chín. Chín nồi gà nấu cơm ngon. Thank you.
Cô phải rán không? Không ạ, cái này chú đậu, ăn. Đậu rán gia vị à? Anh chuẩn bị nguyên liệu rồi, lát anh nấu thôi. Có như lên anh nấu thêm mấy món. Thành như em ăn nhiều lắm. Xin mấy nơi. Xin kia đâu, đây có được. Xin lên đâu được, hai lúa nữa rồi kìa. Trên này nó chưa dài, dài thì lên đỉnh lên xin đông ít mấy hết bé rồi. Dài lên cắt. Cứ để nó dài dài một chút xong mình vun lên ấy. Không chẳng vun nó bò ra này.
luôn lên lắm. Cái này dòng cái dòng săn tàu đỏ, săn tàu lắm, mục. Săn tàu bây giờ là gì, có giống? Giống á. Là gì ai đấy, cái giống? Săn riêng. Cái dòng một cống. Cùng cái dòng ra đây 4 mùa ăn được. Cả. Không có củ làn. Trong nó vào mùa của nó tốt. Quần năm không? Thì không gặt xong để ói nó lên à? Không có đời vũ gì. Không. Đi rồi trả lại luôn. Luộc nốt cái này là xong rồi. Dạ, để cho cô đây đây để em bưng đây cho em sắp ở ngoài kia rồi. Ăn cơm thôi nhé. Cơm chín rồi. Cơm đây. Mẹ ơi dậy mẹ ơi. Bà ơi dậy ăn cơm đi. Không có gì nhiều. Thôi để cho cơm. Nhiều món quá trời. Cá đi. Chả ăn bò nha. Chả nuôi con vật. Chả cá ăn đấy. Cho anh bò. Cảm ơn mình như này bố. Đấy, bố đến này đi video kia. Anh Hồng
Thôi mời ông ăn cơm đi. Mời cháu ăn cơm đi. Mời mẹ, mời bác, mời hai ăn cơm. Ừ, tôi mời ăn cơm đi. À, nắm ngoan nắm như vậy. Thử vậy ăn. Thử nha. Đánh ăn cơm gần quá. Chấm thử, chấm như là. Đã đi treo quả nóng rồi. Chấm là gì ngon? Đã đi treo quả nóng rồi.